Thông tin trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Gần đây, công tác quản lý bảo vệ rừng ở Lạc Dương đạt được những kết quả tích cực. Công tác phối hợp giữ rừng giữa các chủ rừng, chính quyền và ngành kiểm lâm được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm trên địa bàn. Gần một mét khối gỗ gõ đỏ thuộc nhóm 1A2 quý hiếm được Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Dương bắt giữ trong tháng 8 năm 2024 tại vùng lõi rừng quốc gia Bi Đốp Núi Bà thuộc lâm phần xã Đưng Cà Nớ. Qua điều tra, 4 đối tượng phá rừng đã bị bắt giữ. Phá rừng lấy gỗ quý hiếm cho thấy tính chất manh động của các đối tượng. Vị trí này rất xa, chốt bảo vệ rừng của vườn quốc gia, chốt cuối cùng là chốt 10. Trạm 10 này thì cách cái trạm 10 này là 17 cây số, rồi đi ngược lên khoảng mấy trăm mét đó. Thì đối tượng là xẻ phách kéo xuống sông, thì anh em trinh sát đã nắm được tin và đối tượng này rất manh động. Cuộc truy đuổi được cũng kịch tính, kiểm lâm của hạt và kiểm lâm vườn chặn bắt được, thì công an sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Quản lý gần 70.000 hecta rừng, rừng Bi Đốp Núi Bà mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, diện tích nằm trải dài đang xen khu vực sản xuất và vùng giáp ranh nên tiềm ẩn phức tạp phá rừng. Ngoài lực lượng của đơn vị, vườn quốc gia Bi Đốp Núi Bà quan tâm đến công tác phối hợp với các cấp các ngành để giữ rừng, đặc biệt là những địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và các khu vực rừng vùng lõi. Trong năm 2024, thì vườn quốc gia cũng đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và đã ký kết giữa ba bên, tức là chủ rừng với chủ rừng giáp ranh, rồi phối hợp giữa hạt kiểm lâm với kiểm lâm huyện, với kiểm lâm vườn, rồi kiểm lâm đơn vị bạn giáp ranh, rồi chính quyền với chính quyền giáp ranh để nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo là ban lâm nghiệp xã là hàng tuần tổ chức họp giao ban lâm nghiệp và hàng tháng đều xây dựng kế hoạch cũng như là phân công lịch tuần tra kiểm tra cho từng thành viên của ban lâm nghiệp. Các đợt đi kiểm tra đều có lập biên bản để ghi nhận cái việc tuần tra kiểm tra của mình, và nếu phát hiện vi phạm sẽ kịp thời báo cáo cho lãnh đạo đảng ủy ủy ban để có những cái biện pháp xử lý. Thời gian qua, ngành kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với chính quyền chủ rừng tổ chức 6 cuộc tuyên truyền lưu động, thực hiện 1.200 lượt tuần tra bảo vệ rừng. Qua công tác tuần tra này, nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về phá rừng được quản lý khá tốt. 9 tháng năm 2024, vi phạm luật lâm nghiệp giảm cả 3 tiêu chí, 10 vụ phát hiện có 90% được xử lý hành chính, 1 vụ xử lý hình sự và 1 vụ nổi cộm đã được truy tố trước pháp luật. Giữa ban quản lý rừng với hạt kiểm lâm thì luôn luôn có sự phối hợp rất là sâu sắc. Tuy nhiên thì cũng khó khăn là lực lượng kiểm lâm thì bây giờ là một xã có một kiểm lâm địa bàn. Tuy nhiên thì với cái lực lượng của kiểm lâm mỏng nên thì chúng tôi cũng thường xuyên để trao đổi các thông tin để cùng nhau phối hợp cho nó nhịp nhàng. Trên lâm phần của ban quản lý rừng Đồng Nguồn Đa Nhiêm thì hiện nay là có 6 trạm đóng trên địa bàn của 5 xã và 1 thị trấn. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã cũng thực hiện công tác luân chuyển là các trạm trưởng, trạm phó để nâng cao cái trách nhiệm của trạm trưởng, trạm phó cũng như là các cán bộ tiểu khu trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của tỉnh, của huyện để triển khai các cái biện pháp để tăng cường tuần tra, nắm bắt thông tin. Cái thứ hai là các vụ vi phạm là phải được điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm, phối hợp với chính quyền cấp xã, chủ rừng. Huyện Lạc Dương hiện có trên 100.000 hecta rừng với 3 đơn vị chủ rừng và 37 dự án thuê rừng. Rừng nằm trải dài nhiều địa bàn giáp ranh, đặc biệt là vùng lõi rừng quốc gia Bi Đốp Núi Bà có nhiều gỗ quý, tiềm ẩn phức tạp phá rừng. Do đó, công tác tuần tra, nhất là tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng là rất cần thiết, nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn thời gian tới. Thông tin có trong phần tin trong nước. Việt Nam cần tìm kiếm các xu hướng mới của thế giới để áp dụng vào việc thay đổi mô hình tăng trưởng là rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam cần nhanh chóng cải cách, đổi mới mô hình phát triển để hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là thách thức lớn nhất mà nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 7 về các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học Quốc gia Úc đồng tổ chức tại Hà Nội.
Các chuyên gia nhận định trong những năm tới, ba thị trường lớn là châu Âu, Mỹ và Trung Quốc có triển vọng tăng trưởng ở mức tương đối khoảng 2,5%. Vì vậy, Việt Nam cần tính tới việc khai thác nhiều lĩnh vực khác bên cạnh xuất khẩu hàng hóa. Trong đó, việc tìm kiếm các xu hướng mới của thế giới để áp dụng vào việc thay đổi mô hình tăng trưởng là rất quan trọng. Việt Nam đã rất thành công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thời gian qua. Với mục tiêu là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam về cơ bản cần có sự đổi mới về mô hình phát triển sang mô hình dựa nhiều hơn vào đổi mới, tăng trưởng năng suất, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực tốt hơn với kỹ năng cao hơn trong tương lai. Các diễn giả đều có nói đến những xu hướng mới của thế giới như là xu hướng về chuyển đổi xanh, xu hướng về kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Đây có thể nói là những cái xu hướng mới và có vai trò rất là quan trọng trong việc đưa nền kinh tế thế giới vượt qua những khó khăn trong ngắn và trong dài hạn. Điều này nó cũng có tác động rất lớn ở Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế với 155 bài nghiên cứu. Với 21 phiên thảo luận song song về các chủ đề chuyên sâu của kinh tế, quản trị và kinh doanh, hội thảo cung cấp những đánh giá phân tích về tình hình kinh tế thế giới, trong đó có nhiều kiến nghị hữu ích đối với kinh tế Việt Nam.